Bạn mình đến với kênh ô tô miền Nam nha. Thì trong buổi sáng hôm nay tại showroom Hyundai miền Nam, địa chỉ số 88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư cầu vượt Bình Phước 500m. Đó. Thì hiện tại hôm nay thì trước mặt quý anh chị đây là con xe tải Hyundai New Porter H150. Hiện tại cái con này thì đang đóng một cái mẫu thùng đông lạnh. Đó. Tải trọng của nó cho phép chở được là 1,2 tấn nha quý anh chị. Đó. Thì cái mẫu đông lạnh này là đóng thùng quyền auto. Đấy. Rất là đẹp nha. Thì bây giờ Hảo sẽ quay chi tiết về cái dòng sản phẩm Hyundai New Porter H150 thế hệ 2021 màu trắng đóng thùng đông lạnh quyền nha. Đó. Thì quý anh chị có thấy cái dòng Hyundai New Porter thế hệ 2021 thì vẫn giữ nguyên cái lối thiết kế cũ luôn. Đây logo Hyundai mạ chrome được đặt phía trước. Đó. Và nó trang bị cái hệ thống đèn vẫn là đèn halogen nha. Đây, tích hợp xi nhan báo rẽ phía trên và phía dưới nó có cái đèn gầm nha quý anh chị, tăng cái độ sáng vào ban đêm. Rồi. Về cái phần xe này đặc biệt hơn, nó đóng một cái mẫu thùng đông lạnh quyền. Đó. Thì đối với cái mẫu thùng đông lạnh này thì quý anh chị thấy nè, có thương hiệu quyền auto phía trên và nó được trang bị cái máy lạnh là Thermomaster đó, 1400 nha. Nên cho ra công suất hoạt động âm độ luôn. Đó. Đối với cái mẫu thùng này thì quý anh chị thấy nè, cái phần cản thì nó là cản nhôm được bọc composite hai đầu. Đó, nên là cho chúng ta thấy cảm giác là cái cản nó rất là chắc chắn. Tại vì cái phần nhôm này là nhôm nguyên khối, nó rất là nặng nha quý nhỉ, rất là dày luôn. Đó. Về cái phần đà phía dưới quý anh chị thấy nè, đây đà phía dưới, đà dọc là đà inox nha. Đây, ở những cái phần sắc xi với phần đà thì sẽ được đệm một lớp cao su để cho cái phần thùng nó sẽ giảm cái phần mà va đập. Đó, cái thùng nó sẽ im hơn. Vì cái thùng đông lạnh này quý anh chị mình có thể là chở được hàng kem đông lạnh, hàng thịt cá đông lạnh. Đó. Nó tóm lại là những cái mặt hàng đông lạnh rồi chúng ta chở tất tần tật đều được hết nha. Đó. Rồi. Ve thì ve cũng được làm ve composite. Này, ve composite. Này rất là dày nha. Composite nhưng mà composite dày nha quý anh chị. Này và làm cái ve trắng bùn nè. Đó. Về cái bằng biên thùng này. Ốp. Ốp này được làm bằng ốp nhôm luôn nha, nhôm nguyên thanh dài luôn. Đối với cái thùng đông lạnh thì cũng được làm cho chúng ta 4 cái đèn báo cảnh báo nguy, báo rẽ bên hông luôn nha. Đó. Sang phần đuôi thùng phía sau. Đây. Tay phá bản lề độc quyền luôn. Đây, quyền auto. Đây là hàng độc quyền nha. Chỉ có tại quyền auto thôi. Đó, khóa cửa âm làm rất là nhẹ luôn. Đây. Đây. Những cái cao su này là cao su nhập khẩu nha quý anh chị. Đó. Cao su mà màu trắng sữa này nè là cái dạng cao su nhập khẩu nha. Đó. Ở cái thành thùng này thì làm cho chúng ta là khá là dày nha. Tầm khoảng 5 phân á. Nên là cái thùng nó mới giữ nhiệt được nha quý anh chị. Đó. Rồi thì ở đây nếu mà chúng ta mở cửa và chúng ta di chuyển trong kho, trong bãi thì chúng ta có cái phần gài cái chốt cửa lại nha. Đó, để chúng ta di chuyển trong kho, trong bãi an toàn hơn. Sàn thùng thì cũng được làm bằng sàn inox 304 dập sóng. Đó, cho nên là cái sàn nó rất là chắc chắn nha. Và làm chúng ta xung quanh luôn, uốn mép lên tầm khoảng 5cm nha. Và làm 4 lỗ thoát nước. Đó, để cho cái lượng nước bên trong thùng khi chúng ta tới chỗ ngừng di chuyển chúng ta có thể xả ra nha. Đây, ở dưới đây nó có một cái van xả phía dưới. Đây, đây một cái van nè. Van này là phi khoảng 34 á, phi 34 á. Nên khá là to nha. Đó. Bây giờ Hảo mời quý anh chị mình xem vào bên trong thùng nha. Đó. Rồi, thì cái chiều cao của con này khi mà đóng một cái mẫu thùng đông lạnh thì nó tầm khoảng 1m7 nha. Và bên trong nó là cái dàn lạnh nha, với trang bị hai cái quạt khá lớn nha. Đối với cái mẫu thùng này thì nó có thể làm âm tới 18 độ C nha quý anh chị. Đó. Tại vì máy lạnh nó tới 1400 lần, nó có thể làm âm tới 18 độ C nha. Đây. Và những cái đường ống nước này nè, đường ống nước này nè là liên kết và đưa ra phía bên ngoài thùng luôn.
không cho chảy vào bên trong nha. Đó, cho ga chảy vào bên ngoài thùng nha. Đó. Rồi, xe thì cũng được trang bị một cái đèn thùng bên trong, đèn led khá sáng nha. Những cái đường keo, những cái đường gon, cửa hông làm khá khít nha. Đó. Và những cái góc này nè thì đã có ke lại. Đây. Một thanh nhôm này bắn IV luôn và chích kẹo lại luôn, nên là nhìn cái thùng khá đẹp nha quý anh chị, nhìn khá chất lượng nha. Về cái phần lỡ chúng ta mà có bị bên trong thùng mà người bên ngoài lỡ khóa cái thùng lại thì ở đây nhà máy khá làm chúng ta khá là an toàn luôn, có cái còi cảnh báo khẩn cấp khi chúng ta lỡ bị nhốt trong thùng thì chúng ta có thể nhấn cái còi này nha, nè nhấn vô đó, cũng như là cái còi trên xe được kích hoạt đó, và bên ngoài sẽ phát hiện người bên trong và chúng ta mở chúng ta thoát ra nha. Đó. Đây là còi báo khẩn cấp đây, còn đây là hướng dẫn sử dụng cũng như là một số thông số trên thùng đây chúng ta cần lưu ý nha. Đó. Nhà máy khá là cẩn thận luôn. Rồi về cái phần sàn này, đối với cái mẫu đông lạnh thì sàn là sàn dập sóng nha, dập sóng và uống mép xung quanh luôn, hết luôn, và làm bốn lỗ thoát nước. Đây, làm bốn lỗ thoát nước. Nên là cái phần thùng khi chúng ta bóc dỡ hàng hóa, chúng ta xả thùng thì chúng ta có thể là vệ sinh khá là sạch sẽ nha và khá là khô nha. Đó. Rồi, xuống đi. Phía sau thùng thì làm cho chúng ta một cái cản nhôm nguyên khối khá là chắc chắn nha. Bước lên bước xuống này. Này khá chắc nha. Đây. Tay phá mở cửa thì đương nhiên là khá là nhẹ rồi. Đây, đây thùng quyền, độc quyền luôn. Này là phá dẹp hộp âm vào bên trong luôn nha. Đây có là một khóa luôn để chúng ta bảo quản hàng hóa an toàn hơn, không bị mất cấp nha. Sang bên đây thì đối với cái dòng xe này thì vẫn được trang bị chúng ta một cái cửa hông để chúng ta khi mà chúng ta chở hàng hóa chúng ta có thể là xuống hàng bằng cửa hông được nha, nó thuận tiện hơn đó. Hàng hóa có thể là xuống bằng cửa hông hoặc xuống bằng cửa sau đó, để cho quý anh chị mình sẽ linh hoạt hơn trong cái phần mà vận chuyển hàng hóa. Đây. Rồi thì hồi nãy giờ Hảo đã giới thiệu về cái dòng xe tải Hyundai New Porter H50 thế hệ 2021 đó, thì bây giờ Hảo mời quý anh chị vào bên trong nội thất cabin nha, đó để chúng ta hướng dẫn sử dụng cái phần dàn lạnh phía trên thùng nha. Rồi, rồi thì bây giờ Hảo đang bên trong cái khoang nội thất con Hyundai New Porter H50 thế hệ 2021 nha. Thì trước tiên thì Hảo sẽ khởi động cái động cơ lên. Thì đối với cái dòng xe Porter thì trước khi chúng ta khởi động thì chúng ta nên đập con nha. Đó, và kiểm tra số này. Về mo chưa, kéo thắng tay và khởi động nha. Nhớ đập con là mới khởi động được nha quý anh chị. Và chúng ta mở cái dàn lạnh lên. Đó, mở điều hòa lên cho mát nha. Xe thì cũng được trang bị dàn lạnh là hai chiều luôn, lạnh nè và nóng nè. Đó, và điều khiển hướng gió, công tắc nguồn AC nè, dàn lạnh nè, nè điều khiển hướng gió nè, gió trong nè, gió ngoài nè. Đó, và đặc biệt đối với cái mẫu thùng đông lạnh thì chúng ta được trang bị thêm đó là công tắc nguồn của dàn lạnh phía sau nha. Đó. Đó. AC nè. Hiện tại nhiệt độ bên trong thùng là đang là 30 độ. Và chúng ta có hai chế độ này. Tuyết nè, hoặc là chế độ hình giọt nước nè, đó có hình giọt nước nè. Nếu mà chúng ta cài đặt bên trong thùng thì chúng ta nhấn chữ set này, rồi chúng ta set, rồi hiện tại đang set âm 20 độ nha, chúng ta có thể là set âm 15 độ đó, rồi ok đó. Thì cái nhiệt độ bên trong thùng máy lạnh nó sẽ hoạt động này, AC là bắt đầu hoạt động, đây là tắt đi đó, mở làm lạnh thì nó sẽ hoạt động, nó cho cái lượng nhiệt độ bên trong thùng hạ xuống 15 độ, âm 15 độ thì nó sẽ ngắt nha. Còn hoặc là chúng ta tắt đi đó, tắt nguồn ok, thì cái dàn lạnh phía sau nó sẽ không hoạt động đó. Còn quý anh chị mình nếu mà anh chị mình đi mà không tải á, không hàng á, thì chúng ta tắt cái dàn lạnh đi nha, để nó tiết kiệm dầu hơn nha. Đó, xe thì cũng vẫn được trang bị hộp số là 6 tiếng nè, một lùi nè. Nhớ là cái vị trí số lùi chúng ta nên móc lên nha, móc lên nè, móc lên vào vị trí số 1 là nó sẽ là số lùi, còn chúng ta không móc thì nó sẽ là số 1 đó. Nhớ vào vị trí số móc nha quý anh chị. Phanh tay nè, đó khá là gọn luôn nha. Ghế thì đã được bọc da sẵn rồi,
Đó, nên là rất là sạch. Trần thì đã được làm bằng trần nỉ rồi, có tấm chắn nắng luôn nè. Đó. À, phía trước đây chúng ta có một cái chỗ để kính nè. Đây. Ai có đeo kính thì chúng ta để đây nha, rất là gọn nha. Đây, đèn mở cửa nè. Đó. Đèn xe bên trong nè, trái phải nha, đầy đủ nha. Đó, xe thì cũng được trang bị công tắc năng hạ kính luôn, một chạm nha quý anh chị. Đây. Đây một chạm xuống nè. Đây, một chạm xuống nha. Đè giữ nè, đó, một chạm xuống nha. Đó, năng hạ kính điện nha. Đối với dòng motor này thì nó hầu như là trang bị đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó, có công tắc đèn thùng nè. Đây, công tắc này là công tắc đèn thùng nha. Đây. Còn cái này là đèn xung quanh nè. Đó, cái đèn thùng phía sau hồi nãy á. Rồi, chị về cái dòng xe tải Hyundai New Boxer H150 đóng một cái mẫu thùng đông lạnh quyền, tải trọng 1 tấn 2. Đó, nếu mà quý chị nào mình muốn sở hữu cái dòng xe này thì liên hệ trực tiếp với cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300, hoặc đến trực tiếp tại showroom Hyundai miền Nam, địa chỉ số 88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư cầu vượt Bình Phước 500m hướng về ngã tư An Sương nha. Đó, thì quý anh chị mình có thể đến trực tiếp xem xe. Hiện tại xe đang có mặt tại showroom luôn nha. Rồi, Hảo cũng xin cảm ơn quý anh chị mình hồi nãy giờ đã theo dõi hết video clip này. Nếu mà quý anh chị mình thấy hay, nhớ cho Hảo xin một like. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn lại quý anh chị.